Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách copy tài khoản Half-Forex. Thì trước tiên anh em muốn copy được tài khoản Half-Forex thì phải mở được một cái tài khoản Half-Forex. Anh em có thể bấm vào link này ra, hoặc là cái link mình để dưới cái phần mô tả ở kênh YouTube. Sau khi bấm vào cái link đó mở tài khoản, đăng ký cũng như xác minh giấy tờ chứng minh nhân dân xong thì chúng ta sẽ có một cái tài khoản như thế này đó. Sau khi chúng ta mở tài khoản thành công, xác minh được chứng minh nhân dân, thì khi đó chúng ta vào phần HACopy mở tài khoản đầu tư theo của tôi. Ở phần mục này thì mình sẽ cần phải điền một số thông tin của nó, ví dụ như cái vốn dòng của bạn bao nhiêu phần trăm này, là chọn tầm 21.5%, bạn sử dụng phần trăm tổng thu nhập chọn tầm 21.70%, vui lòng mô tả chênh lệch và chọn tôi để tiết kiệm tầm 30% thu nhập của mình này, mới chọn West. Các tình huống có thể chọn rủi ro thua lỗ tầm 75%, mở vị thế trong 24 giờ, doanh thu bổ sung mình ghi là thu nhập ngắn hạn đó. Xong rồi ta gửi câu trả lời. Sau khi gửi câu trả lời thì thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục mở tài khoản HFCopy. Ở đây cho đoạn 7 sẵn 1.400. Rồi đây chúng ta điền IP 320.742 xanh này, nó bấm vào đây, tài khoản mở cửa. Đó. Sau khi mở cửa thành công thì chúng ta này đó, cái này chúng ta copy vào để MT4 để sao chép. Chúng ta tìm chiến lược theo đi theo để đăng nhập vào MT4 sau để kiểm soát được cái dòng tiền làm gì hay là như thế nào đó. Thì ở đây chúng ta tìm danh sách chiến lược có thể nghiên cứu đầu tư theo. Này, nhiều chiến lược này, rất nhiều chiến lược. Có thể là tìm chiến lược của mình. À, danh Tùng Văn. Đây. Chiến lược này. Anh em có thể copy theo chiến lược này. Chiến lược Danh Tùng Văn thì cho xin truy cập này có thể copy copy theo thôi. Copy theo thì ta quay lại phần này, tra rút tiền và nạp tiền. Đó, kiểm tra. Ok.